lại thêm một đứa côn trùng trên trời rơi xuống. Rơi ở đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha, dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng làm. Thế rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì chưa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quanh ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ tìm cười hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa, chắc con chúng ta không bao bỏ qua. Vì nơi đây sẽ chỉ là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi che chở. Một chút xíu son Zurika là đẹp lên liền. Chào bác, chào sếp. Vi, hôm nay người giúp việc nhà anh bận á, dạ. Cho nên anh phiền Vi chút xíu nha. Dạ dạ, không có gì đâu ạ. Vi nè, dạ. Mẹ anh á, cái gì cũng quên hết. Chỉ có riêng mỗi em á, là mẹ anh nhớ hoài luôn á. Vậy giờ Vi ăn kẹo đi, nè. Cho cái kẹo nè. Ăn kẹo đi, kẹo này ngọt ngon lắm nè, ăn đi. Ăn đi rồi cái sau này cái mình đẻ con hả? Đứa con nó thiệt là đẹp. Hồi xưa tôi cũng ăn kẹo nè, mày đẻ thằng con đẹp trai dễ sợ chưa? Trời ơi, dễ thương, Huy dễ thương quá. Ăn đi, ăn đi, dạ, ăn đi. Cảm ơn bà. Ừ, dạ. Ăn đi ha. Ừ. Thôi, vậy làm phiền Vi nha. Dạ. Anh đi làm. Dạ. Với lại anh có quà gửi cho hai đứa nhỏ, em đưa giúp anh nha. Trời ơi, anh khách sáo quá. Dạ, cảm ơn anh. Anh đi nha. Mẹ con đi, tối con đón mẹ. Dạ, anh cứ yên tâm. Chị Vi. Ủa, ai vậy chị? À, là con nhà bà. À, mà ai đây ạ? À, đây là mẹ của sếp chị. Bà qua chơi cho biết nhà. Ồ, mà chị, cái này là cái gì đây? Quà của sếp chị tặng cho mấy đứa nè. Coi thử xem thích không? Gì vậy? Nhìn gì? Coi. Không. À, vậy chắc em với Winner vô nhà luôn nha chị. Ấy coi ấy. Mình vô nhà nha bác. Thấy sao? Con đúng là có mắt nhìn người nha. Dịu dàng mà còn biết chăm sóc người già nữa. Mẹ chịu rồi đó nha. Dạ. Mà mẹ có làm lộ được chuyện gì không? Làm sao mà lộ được? Mẹ của con mà, phải không? Dạ. Ủa, bác. À,
có mua kẹo gì cho mẹ không? Dạ có mẹ. Mua kẹo ngon cho nhỏ ăn nữa đó. Ủa anh ơi, sao anh vô được trong nhà vậy? Anh bấm chuông hoài mà không ai ra mở cửa, may mà mẹ anh ra mở cho anh á. Ô bác mở cửa hả? Mở cửa đó. Nó nói mua kẹo gì ăn mà phải mở cửa chứ, đúng không? Mẹ ngại quá, đối tác cứ giữ anh ở lại hoài à, bây giờ mới cho anh về. Thôi anh xin phép đưa mẹ anh về nha. Dạ. Về nha mẹ. À, có kẹo trong đó đó. À rồi, kẹo đây mẹ. Dạ giỏ đây à. Dạ, xin lỗi nha, em mệt quá em ngủ quên mất. Thôi anh đưa mẹ anh về nha. Dạ. Về mẹ. Về con. Dạ, dạ anh chào bác. Mai mốt qua ăn kẹo nữa nha không? Dạ. Kẹo này ngon hơn cái kẹo kia đó nha. Dạ. Ăn vô là đẹp như tiên luôn. Đi con. Dạ. Ừ, đi. Em thề luôn là ông này ông khoái chị chắc. Vừa đẹp trai, chững chạc mà còn thành đạt nữa, ai mà ông khoái. Kiểu này chắc ba em quay vào ôm mất lượt quá à. Nè, bà nói gì á? Bộ bà muốn ba bà mất người yêu lắm hả? Nói mà không có suy nghĩ gì hết ạ. Kệ tôi, gia đình tôi liên quan tới ông. Với lại á, ba tôi với chị Vi đã cưới đâu. Giờ mà chị Vi muốn quen ai khác cũng là quyền của chị Vi mà. Ai cấm được. Thôi. Hai đứa cứ sáp vô là cãi nhau à. Cách xa em 10 mét giùm tôi đi. Cái ông này, đi về nhà. Còn đào lên lầu đi. Mệt quá cãi nhau hoài. Không, em không về, em cứ ở đây. Không cho chị yêu ai hết ạ. Theo lời Việt Thi gửi gắm. Tôi không có yêu ai hết. Còn thành đạt nữa ai mà không khoái. Với lại á, ba tôi với chị Vi đã cưới đâu. Giờ mà chị Vi muốn quen ai khác cũng là quyền của chị Vi mà. Ai cấm được. Đào này, hôm nay tôi hẹn bà ra đây vì có một chuyện quan trọng. Ngày mai chính là sinh nhật của chị Vi. Tôi thì tôi thay mặt cho bà Thi để tuyên bố hôm nay chúng ta sẽ tạm thời đình chiến với nhau. Để ngày mai là sinh nhật của chị Vi, chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức một cái tiệc sinh nhật gọi là đàng hoàng cho chị Vi, được không? Thì thiệt ra tôi là một người thích hòa bình, không có thích gây chiến với ai hết á. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ á, nếu mà làm sinh nhật cho chị Vi thì bây giờ đi ra mua cái bánh kem xong về hát Happy Birthday xong. Trời ơi. Bà có thể có cái ý tưởng nào mà nó bớt nhạt, bớt đơn giản được không? Bây giờ tôi đã hẹn bà ra đây là có chuyện rất là mình phải nói cái bản gì nó rối rắm một tí. Bây giờ tôi tính là như này này, mình sẽ cùng nhau mua đồ về, sau đó là nấu vài món ăn như thế để cho nó gọi là xúc động một tí, có cái tính xúc động một tí được không? Phải có cái gì đó trang trí, nếu như ông muốn làm đồ ăn thì ông phải trang trí cái gì đó nữa chứ. Ừ, cũng được. Vậy thì tôi thấy để tôi làm trang trí cho, ông làm đồ ăn đi. Không, trời ơi, tôi nói rồi, tôi là một cái người có mắt thẩm mỹ hơn bà. Thì bây giờ tôi sẽ làm trang trí, còn bà sẽ làm đồ ăn. Bà là con gái mà. Ông nói ai có mắt thẩm mỹ hơn ai? Tôi. Này coi lại đi, tôi okay. Có mắt thẩm mỹ hơn ông đó. Giờ tôi sẽ làm trang trí, ông sẽ làm đồ ăn, ok? Ok, nói chung là tôi không muốn cãi nhau về cái chuyện này nhiều. Thì tôi sẽ làm trang trí, còn bà sẽ làm đồ ăn. Tôi làm trang trí, ông làm đồ ăn. Đúng rồi, thì tôi sẽ làm đồ ăn, còn bà làm trang trí. Được chưa? Ừ. Mệt quá à. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ê, xây, đồ ăn về tới rồi. À không, nguyên liệu làm nên làm đến đâu rồi? À, tôi thấy như vậy nè. Ừ. Hay là bây giờ ông đem đồ ăn cho nó đi. Ừ. Xong rồi ông phụ tôi trang trí. Xong xíu nữa ông nấu ăn thì tôi phụ ông nấu ăn. Vậy nhanh nhất rồi đó. Ừ, ok luôn. Thế cho nhanh ha. Nhanh lên. Không mà không kịp giờ. Đây. Nhanh. Vô. Xích qua bên trái chút. Xích. Ừ. Được chưa? Tráng đều ra. Đó. À. Rồi. Đây. Tiếp. Đây. Đây. Thôi đừng có là. Để. Ê, để dưới này đi. Được không? Được. Xong rồi xíu mình làm hết cái bếp luôn. Được không? Đủ không? Đủ chứ. Đây. Để tôi phụ ông luôn.
Nè 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 nè, hai đứa làm cái gì vậy? Ờ thì em với cả Đào Đào đã phân chia rõ ràng rồi. Em thì sẽ lo về phần đồ ăn, còn Đào Đào thì sẽ lo về phần trang trí này nè. Trời đất ơi, chuyện này đơn giản mà, cứ để anh lo. Tiền nhiều để làm cái gì? Đây chị, tinh thần nha chị. Tuyệt ta. Xuống thôi, xuống hai bậc nữa. Một, hai, rồi, ok. Hey. Chậm thôi. Đây, đây, đây. Đi thôi. Ủa, mọi người đâu hết rồi? Chuẩn bị nha chị. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Em ước thở đèn đi. Sao mọi người làm nhanh vậy? Hồi chị không biết đâu nha. Hồi nãy chị ở trên kia ấy, ở dưới này có nguyên một cái team trang trí này, trang trí cái bữa tiệc này linh đình luôn á. Hiện chi? Nghe mùi đồ ăn thơm quá. Ờ. Ủa, nhưng mà anh không nhớ số tuổi của em hả? Sao để số 20 vậy? Sau này sinh nhật của em á, bánh kem có thể thay đổi, nhưng mãi mãi chỉ là số tuổi 20 thôi. Nhưng mà nè, em lớn rồi, mấy mốt đừng có làm vậy nữa, tốn kém quá à. Chuyện này nhỏ lắm, nếu em thích á, sau này hàng năm đều sẽ có một bữa tiệc như thế này, cho đến khi em già. Thôi, mọi người nhập tiệc luôn đi. Mọi người từ từ chờ nha, tại vì á, hôm nay không chỉ có 4 người chúng ta đâu, mà có cả Việt Thi nữa này, còn gia đình em nữa là mẹ Linh này, chú Nguyên này, Phương với cả Candy nữa, mọi người sắp qua rồi á. Ủa đông vậy hả? À thôi, trong lúc chờ đợi á, thì mỗi người chúng ta hãy suy nghĩ một câu chúc thật là hay để chúc cho chị Vi đi. Dạ, thì bắt đầu từ em đi. Em sẽ chúc cho chị Vi này ngày càng xinh đẹp hơn này, thành công hơn này, và đặc biệt sẽ luôn là người chị dễ thương của bọn em nữa. Cảm ơn em. Còn em thì em chúc chị sinh nhật vui vẻ, tụi mới kiếm được nhiều tiền, và sẽ mãi là người phụ nữ tuyệt vời trong lòng của ba em. Tới lượt chú đó, chú chúc chị Vi đi. Những lời chúc tốt đẹp nhất á, thì tụi con đã chúc cho chị Vi hết rồi. Chú anh chúc Vi sẽ sớm tìm được người chăm sóc thương yêu và đem lại hạnh phúc cho Vi. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.